Khai, Khai nói chuyện. Cho nó chúc mừng ông nội con. Chúc mừng năm mới ông nội con. Là Khai nói kìa. Oh my god, dính tóc cũng luôn hết. Rồi Anthony cũng được nữa. Có chân té. Té. Is this button like off? Should I wait or not wait? Why does it look like that? Just wait. I think you buttoned this off, Jen. No, his thing is all ripped off. Dạ, cảm ơn chú Nam. Hết bao lì xì rồi con. Dạ, đừng. Ê, con trai con nè. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Yeah. We can probably take out recycling the envelope. That's what I've been doing every year. Oh, yeah. You saved it from the previous year. Well, the one said, I can't, Daddy. And then recycle it. So you have a bin that your house in the living room with those red envelopes. No, I toss the wrinkles. Looking at one guy. Hey, stop. Túi lộn vô túi à, nhét mày đó. Đó, ngon chưa? Đúng mà. Đưa mát cả bọn mày đi đó. Ba, anh nói, ba có một cái chôm nổi. Chơi gì con? Lì xì. Ba không có lì xì cho ông nội tại ông nội lớn hơn ba. Cho nên ai lớn là lì xì. Nếu mà con có chồng hoặc cái vợ đó thì con lì xì cho mấy người không có vợ. Giống như ba đám cưới rồi đó thì ba lì xì cho Anthony cho Steven. Tại Anthony Steven chơi đám cưới. Mà ba lớn hơn Anthony Steven nữa. Con hiểu chưa? Christmas. I'm gonna shoot. 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 He said that ông nội doesn't get any presents. He doesn't get anything, so I should give him something. You should tell her this. Be like, why don't you sacrifice yours and give it to ông nội? Anthony nói vậy con thương nội con lấy lì xì của con cho ông nội đi. She nói okay. You're awesome, huh? Nó nói ông nội. Xin ông nội không có quà giống như là Noel rồi Halloween mà không có làm gì hết thì con phải cho quà cho ông nội. Mà giúp ba nhiều lắm. Làm chơi vậy cho nó chạy rồi con nghe lớn rồi nó dễ sợ. You know what's up?